Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Thầy thuốc của bạn. Thưa quý vị, nước vô cùng quan trọng trong đời sống của con người. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống, đặc biệt là sức khỏe con người. Vì vậy, việc quan tâm đến nước sạch để phòng tránh các bệnh về da, bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa là một yếu tố quan trọng bởi nước gắn liền với cuộc sống của con người. Nên mỗi chúng ta cần hiểu những thông tin để đảm bảo có nguồn nước sạch nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng giải pháp bảo vệ nguồn nước đầu tiên là cần nâng cao ý thức của mỗi cá nhân gia đình và cộng đồng đều phải nhận thức được tầm quan trọng của nước sạch mỗi người thường nghĩ một người bảo vệ nguồn nước thì không có khác biệt tuy nhiên nếu cả cộng đồng đều có ý thức thì sẽ mang lại kết quả tốt vì vậy giải pháp bảo vệ nguồn nước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất là nâng cao ý thức của người dân thúc đẩy mọi người hành động giảm thiểu rác thải nhựa nhiều người vẫn có thói quen xả rác thải nhựa trực tiếp ra sông, hồ, biển. Dù cho nhựa cần thời gian rất lâu để phân hủy, có những loại nhựa có thể tồn tại 100 đến 200 năm trong môi trường tự nhiên. Trong khi phân hủy, những hạt vi nhựa từ từ rã ra trở thành thức ăn cho các loài thủy hải sản, sinh vật biển và gây ô nhiễm môi trường sống. Do vậy, để bảo vệ nguồn nước và bảo vệ chính mình, hãy sử dụng càng ít đồ nhựa càng tốt sử dụng nhiều lần và đừng xả rác thải nhựa trực tiếp ra môi trường tự nhiên. Không đổ dầu ăn trực tiếp vào bồn rửa chén. Khi nấu ăn sẽ có người dùng lại những mẻ dầu chiên đi chiên lại nhiều lần hay dầu ăn đã quá hạn sử dụng, những loại dầu mỡ này rất khó phân hủy và khả năng bám dính rất cao nên tuyệt đối không để dầu như vậy mà đổ trực tiếp xuống cống rãnh hay ống thoát nước. Nếu lâu ngày không xử lý chúng sẽ đóng thành từng mảng trong thành cống, gây cản trở tắc nghẽn đường ống thoát nước và khiến nguồn nước sinh hoạt hàng ngày bị ô nhiễm nặng. Cách tốt nhất là bạn nên thu thập tất cả dầu thừa vào một chai thủy tinh và sau đó vứt đi đúng chỗ thay vì xả thẳng vào bồn rửa chén, ống thoát nước. Hạn chế hóa chất tẩy rửa với các chất tẩy rửa bắt buộc phải sử dụng như nước rửa chén nước giặt xà phòng việc chọn mua những sản phẩm có thành phần thiên nhiên hoặc tự chế biến các loại nước rửa thảo mộc từ chanh xả bồ hòn cũng là một hành động để bảo vệ môi trường tương tự như dầu ăn hóa chất tẩy rửa rất nguy hiểm khi chúng xâm nhập vào nguồn nước với các hóa chất tẩy rửa đã quá hạn sử dụng hãy cho nó vào thùng rác thay vì xả thẳng vào nguồn nước đồng thời cũng nên hạn chế dùng các chất tẩy trắng tránh dùng thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu thường bao gồm các chất độc khó phân hủy. Các chất độc này tích tụ trong đất, thẩm thấu vào nguồn nước ngầm, gây nên tình trạng ô nhiễm trong nguồn nước. Trong khi đó, việc sử dụng thuốc trừ sâu và vứt các phế thải thuốc trừ sâu trực tiếp ra môi trường cũng là nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt. Trừ trường hợp sâu bệnh đặc biệt, bạn hãy hạn chế tối đa sử dụng thuốc trừ sâu trong khu vườn nhà mình để giữ cho nguồn nước được sạch sẽ. Dọn dẹp rác nếu bạn thấy ai đó xả rác gần nguồn nước, hãy yêu cầu họ đem chúng đi xử lý ở nơi khác. Khi bạn thấy rác trên sàn nhà, hãy nhặt nó lên và vứt nó vào đúng thùng rác. Chúng ta hãy chủ động nhắc nhở lẫn nhau và cùng nhau thực hiện để môi trường sống một ngày tốt hơn, nhờ đó mà sức khỏe của chúng ta cũng được đảm bảo hơn. Những thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục thầy thuốc của bạn tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại